Xin chào cộng đồng P-Network, chào mừng bạn đến với p 4 Channel, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về P-Network. Nếu bạn chưa đăng ký kênh, xin hãy cho mình một đăng ký để ủng hộ kênh bạn nhé. Để bắt đầu video, mình xin nói cho các bạn nghe về lý do mình đến với P-Network. Mình biết đến P-Network từ tháng 12 năm 2019, từ một người bạn học chung đại học bạn mình khi đó là một giám đốc một trung tâm hoạt động về lĩnh vực mạng di động bạn mình bảo rằng mày rảnh thì tìm hiểu về dự án này đi tao thấy tiềm năng lắm vậy là mình vào trang chủ của p network đọc về dự án bản thân là một kỹ sư về công nghệ máy tính nên khi đọc những thông tin về pi trong sách trắng mình hiểu được rằng pi là một dự án cực kỳ tiềm năng mình nhắn cho bạn mình là mày cho tao xin cái mã mời của mày đi Tao đang đọc về sách trắng của Pi, đây là một dự án cực kỳ tiềm năng và chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Mình đã cài Pi trên điện thoại và sau vài phiên khai thác, mình đã cài luôn Pi nốt trên máy tính cá nhân của mình. Các bạn nên biết, chạy nốt thời gian đầu là thời gian cống hiến cho hệ thống. Chạy nốt thời điểm đó không được hưởng bất kỳ tí bô nút nào như ở thời điểm hiện tại nhé. Nốt của mình đã hoạt động từ tháng 12 năm 2019 đến bây giờ. Ok không miên man nữa. Trong chuỗi video này mình sẽ dịch toàn bộ sách trắng của Pi Network sang ngôn ngữ tiếng Việt bằng văn phong dễ hiểu và gần gũi nhất để mọi người hiểu đúng và sâu hơn về Pi Network. Để bắt đầu, xin mọi người hãy cho Pi Forum một đăng ký, một like, một xe để kênh của mình đạt mốc 1.000 đăng ký đầu tiên nhé. Không để các bạn đợi chờ lâu nữa. Nào mình cùng bắt đầu nào. Video này là video đầu tiên trong chuỗi video dịch sách trắng sang ngôn ngữ tiếng Việt của p For Nội dung của video sẽ bao gồm hai phần. Phần một là giới thiệu tổng quan. Phần hai là đặt vấn đề tại sao tiền mã hóa lại quan trọng. Một, giới thiệu tổng quan. A, à, lời tựa. Khi thế giới trở nên ngày càng số hóa, tiền điện tử là bước phát triển tiếp theo trong sự tiến hóa của tiền tệ. P là loại tiền điện tử đầu tiên dành cho mọi người đại diện cho một bước tiến lớn trong việc áp dụng tiền điện tử trên toàn cầu sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một nền tảng tiền điện tử và hợp đồng thông minh được bảo mật và vận hành bởi mọi người tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng hệ sinh thái ngang hàng trực tuyến và trải nghiệm trực tuyến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới được cung cấp bởi pi ti, loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dành cho những độc giả cao cấp hơn bởi vì sứ mệnh của Pi là càng toàn diện càng tốt, chúng tôi sẽ nhân cơ hội này để giới thiệu nhiều người mới sử dụng blockchain của chúng tôi. B, giới thiệu tổng quan, tại sao tiền điện tử lại quan trọng? Hiện nay, các giao dịch tài chính hàng ngày của chúng ta đều phụ thuộc vào một bên thứ ba đáng tin cậy để duy trì một hồ sơ các giao dịch. Ví dụ, khi bạn thực hiện một giao dịch ngân hàng, hệ thống ngân hàng lưu trữ một hồ sơ và đảm bảo rằng giao dịch là an toàn và đáng tin cậy. Tương tự, khi bạn chuyển 5 đô la cho bạn gái của bạn bằng PayPal, PayPal duy trì một hồ sơ trung tâm với 5 đô la bị trừ từ tài khoản của bạn và 5 đô la được ghi nhận cho bạn gái của bạn. Các trung gian như ngân hàng, PayPal và các đơn vị tương tự khác của hệ thống kinh tế hiện tại đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết các giao dịch tài chính trên thế giới. Tuy nhiên, vai trò của những trung gian đáng tin cậy này cũng có những giới hạn dưới đây. một, Thu lợi ích bất chính những trung gian này tích lũy hàng tỷ đô la tạo ra sự giàu có cho bản thân họ, giá trị vốn hóa của PayPal sắp xỉ 130 tỷ đô la, nhưng gần như không trả lại bất kỳ thứ gì cho khách hàng của họ, những người bình thường trên thế giới, tiền của họ đóng góp vào một phần đáng kể của nền kinh tế toàn cầu. Vì thế, ngày càng có nhiều người bị tụt lại phía sau, hai, Phí cao Ngân hàng và các công ty tính phí lớn cho các giao dịch những khoản phí này thường ảnh hưởng lớn đến những người có thu nhập thấp nhất, những người có ít sự lựa chọn nhất. 3. Kiểm duyệt. Nếu một bên thứ ba đáng tin cậy quyết định bạn không được phép chuyển tiền của mình, họ có thể đặt các hạn chế về việc chuyển tiền của bạn. 4. Cấp quyền. Những trung gian đáng tin cậy phục vụ như là một người gác cổng, có thể ngăn chặn bất kỳ ai muốn tham gia vào mạng của họ. 5. Ẩn danh. Ở thời điểm mà vấn đề về quyền riêng tư đang ngày một trở nên cấp thiết, những người có quyền kiểm soát cổng thông tin mạnh mẽ này có thể vô tình tiết lộ hoặc bắt buộc bạn tiết lộ nhiều thông tin tài chính về bản thân hơn là bạn muốn. Hệ thống tiền điện tử, đồng tiền điện tử ngang hàng của Bitcoin, được ra mắt vào năm 2009 bởi một hoặc một nhóm lập trình viên ẩn danh mang tên Satoshi Nakamoto, đã là một cột mốc quan trọng cho việc tự do tài chính. Lần đầu tiên trong lịch sử mọi người có thể trao đổi giá trị một cách an toàn mà không cần đến bên thứ ba hoặc môi giới đáng tin cậy thanh toán bằng bitcoin có nghĩa là những người như bạn và bạn gái của bạn trong ví dụ trên có thể trao đổi trực tiếp với nhau vượt qua các khoản phí chướng ngại và can thiệp của các tổ chức trung gian bitcoin thật sự là một loại tiền tệ không giới hạn thúc đẩy và kết nối một nền kinh tế toàn cầu mới giới thiệu về các sổ cái phân tán Bitcoin đã đạt được kỳ tích lịch sử này bằng cách sử dụng một sổ cái phân tán. Trong khi hệ thống tài chính hiện tại, phụ thuộc vào sổ cái trung tâm truyền thống, sổ cái Bitcoin được duy trì bởi một cộng đồng phân tán của các nhà xác minh, họ truy cập và cập nhật sổ cái một cách công khai. Hãy tưởng tượng giao thức Bitcoin như một bản tính Google được chia sẻ trên toàn cầu, chứa các giao dịch được xác minh và duy trì bởi cộng đồng phân tán này, bước đột phá của Bitcoin và công nghệ blockchain là dù sổ cái được duy trì bởi cộng đồng công nghệ cho phép họ luôn đạt được sự đồng thuận về các giao dịch chính xác đảm bảo rằng những kẻ gian lận không thể ghi lại các giao dịch sai hoặc chiếm đoạt hệ thống bước tiến bộ công nghệ này cho phép loại bỏ trung gian mà không đánh đổi tính bảo mật tài chính trong các giao dịch lợi ích của các sổ cái phân tán ngoài tính phân tán tiền điện tử như bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác cũng có một số tính chất cốt giúp đồng tiền thông minh hơn an toàn hơn Tuy nhiên, các loại tiền điện tử khác nhau có thể mạnh hơn hoặc yếu hơn trong một số tính chất khác nhau, dựa trên các cài đặt khác nhau của giao thức của chúng. Tiền điện tử được giữ trong các ví bảo mật, được xác định bằng một địa chỉ có thể truy cập công khai và được bảo vệ bởi một mật khẩu với độ bảo mật cao, gọi là khóa riêng tư. Khóa riêng tư này là các chữ ký số cho các giao dịch và gần như không thể tạo ra chữ ký gian lận. Điều này cung cấp tính an toàn và không thể bị tịch thu khác với các tài khoản ngân hàng truyền thống có thể bị tịch thu bởi các cơ quan chính phủ tiền điện tử trong ví của bạn không bao giờ bị lấy đi bởi bất kỳ ai nếu không có khóa riêng tư của bạn tiền điện tử có tính chống kiểm duyệt do tính phân tán của nó bởi vì bất kỳ ai cũng có thể gửi giao dịch đến bất kỳ máy tính nào trong mạng để được ghi lại và xác nhận các giao dịch tiền điện tử không thể thay đổi được do mỗi khối giao dịch đại diện cho một bằng chứng mật mã của tất cả các khối đã tồn tại trước đó một khi ai đó gửi tiền cho bạn họ không thể lấy lại tiền của họ tức là không có việc phát hành xét giả trên blockchain một số loại tiền điện tử thậm chí còn có thể hỗ trợ các giao dịch nguyên tử hợp đồng thông minh được xây dựng trên các loại tiền điện tử này không chỉ dựa trên pháp luật để thực thi mà còn được thực thi trực tiếp thông qua mã có thể được kiểm tra công khai điều này làm cho chúng có tính đáng tin cậy cao và có thể loại bỏ trung gian trong nhiều doanh nghiệp ví dụ như đặt cọc cho bất động sản. Một trong những thách thức của việc duy trì một hệ thống ghi chép phân tán các giao dịch là đảm bảo an toàn, đặc biệt là làm thế nào để có thể có một bản ghi mở và có thể chỉnh sửa, trong khi ngăn chặn các hoạt động gian lận. Để giải quyết thách thức này, Bitcoin đã giới thiệu một quy trình mới gọi là Minmin, -min, tạm dịch là đào, sử dụng thuật toán chứng thực và rút ập quốc để xác định ai được tin cậy để cập nhật bản ghi chung của các giao dịch. Bạn có thể tưởng tượng quá trình đào như một loại trò chơi kinh tế, mà buộc những người xác minh phải chứng tỏ giá trị của họ khi cố gắng thêm các giao dịch vào bản ghi. Để đủ tiêu chuẩn, người xác minh phải giải quyết một loạt các câu đố tính toán phức tạp. Người xác minh giải quyết câu đố đầu tiên sẽ được thưởng bằng việc được phép đăng bài đăng mới nhất của các giao dịch. Việc đăng bài đăng mới nhất của các giao dịch cho phép người xác minh đào được phần thưởng khối, hiện đang là 12,5 Bitcoin hoặc khoảng 40.000 đô la Mỹ vào thời điểm viết bài. Quá trình này rất an toàn. Nhưng yêu cầu năng lượng tính toán và tiêu thụ năng lượng khổng lồ, vì người dùng thực sự phải đốt tiền để giải quyết câu đố tính toán đó để kiếm được thêm Bitcoin. Tỷ lệ đốt tiền chia cho thưởng là rất khắc khe và ảnh hưởng lớn đến lợi ích của người xác minh để đăng tải các giao dịch trung thực lên bản ghi của Bitcoin. Ok, có lẽ video đã quá dài, mình xin kết thúc video một ở đây. Trên đây là video đầu tiên trong chuỗi series Dịch sách trắng Pi Network sang tiếng Việt bằng văn phong gần gũi và dễ hiểu nhất được gửi tới cộng đồng Pi Network Việt Nam của Pi For Own Channel. Bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về Pi Network. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Pi For Own Channel.